Xin chào bác đã đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em lên cho các bác mẫu xe đạp địa hình của Sava, Sava SV550. Một là mẫu xe full khung carbon và được trang bị bộ chuyển động Shimano Atut đặt đĩa trên Shimano Seiza. Toàn bộ phần khung của chiếc xe thì bằng carbon, rất là nhẹ, nước sơn nguyên bản. Do là xe đã qua quá trình sử dụng là xe bãi nên là trên khung xuất hiện những cái vết xước không thể tránh khỏi. Được trang bị bộ gạt đĩa là Shimano Seiza, sau chuyển số là Shimano Atut. Đây bi vòng cuối lủ. Về phần ghi đông của chiếc xe thì chiếc xe được trang bị bôi tay lắc của Shimano Seiza, phanh dầu Shimano. Bánh của chiếc xe là bánh 26 inch. MTB đến từ Sava. Sava rất nổi tiếng về những chiếc khung carbon rất là chắc chắn. Bây giờ sắp vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa cọc yên đến tâm của phốt 57 cm. Và chiếc xe phù hợp cho các bác từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 thì là phù hợp. Và trang bị bộ lip 9 tầng và 3 tầng nữa. Chiếc xe có 27 tốc độ khác nhau. Sava khung carbon đến là từ thương hiệu Đức, đang bán trên kênh với mức giá là 8.500.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh và ấn thêm nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.